Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Đức Thành, giám đốc Học viện Thể thao DKT, cũng là một doanh nhân rất hay chơi thể thao. Chúng tôi thường đá bóng một tuần 3-4 trận. Và tôi bị một cái thói quen, một cái thứ rất là không tốt, đó là rất hay ra mồ hôi và mùi cơ thể khó chịu. Tôi thường xuyên, các bạn phải chia sẻ với các bạn là tôi hay đến đúng giờ thôi, và lúc về thì về trước, hoặc là khi vào lúc ngồi thi đấu thì tôi thường tránh xa anh em ngồi, bởi vì là mình, cái mùi của mình nó rất là làm cho anh em nó ngại, và cũng rất là khó để các cái cô gái hoặc cổ động viên nó gần gũi mình. Trong quá trình tìm hiểu thì tôi có một người bạn giới thiệu cho tôi cái bộ sản phẩm Hona. Sản phẩm này nó gồm có cái lăn nách và một cái viên uống. Sử dụng sản phẩm này vì tin người bạn thôi, thì tôi dùng trong vòng khoảng 10 ngày thì thấy thay đổi hẳn, mồ hôi giảm đi và cái mùi cơ thể giảm đi, và thật là tuyệt vời. Trong vòng hơn 1 tháng sử dụng thì cơ thể tôi đã hoàn toàn thay đổi, da mồ hôi ít đi, và cái sức khỏe của mình, mùi hương cơ thể mình được thay đổi. Tuyệt vời hơn nữa là tôi bây giờ có thể đến sớm cùng anh em nói chuyện buôn dưa lê, và trong trận đấu thì cũng tích cực thi đấu hơn, lúc ra ngoài nghỉ ngơi uống bia cùng anh em, hoặc là đi giao lưu với anh chị em đều rất thoải mái, tự tin. Vô cùng cảm ơn người bạn của tôi, và các bạn nên sử dụng cái sản phẩm này để thay đổi bản thân, quyến rũ hơn, thơm tho hơn, và đặc biệt là các bạn sẽ trở nên tự tin hơn trong cái phần chơi thể thao, và đặc biệt trong cái mùa hè này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.